Và bài kế tiếp là bài Vầng Trăng Xưa. Bài bài này bố Trần Dạ Từ làm vào năm 1985 từ trại tù Hàm Tân. Bố Trần Dạ Từ qua bài này muốn nhắn gửi đến người bạn đời của mình ở phương xa là cho dù muôn trùng cách xa thì đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát và tình của ta vẫn sáng ngời như vầng trăng xưa. Vẫn nắng vàng dù buổi chiều của đời vẫn trời xanh dù bao nhiêu tan nát và vẫn gió cơn gió nam mênh mang rào rạt sinh nhật ca từ muôn trùng cách xa. Vầng trăng xưa vẫn sáng ngời bên góc trời lưu lạc và đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát mái tóc nâng niu xưa cho dù bạn nhằm nhò gì tình yêu ta. Vẫn nắng vàng dù buổi chiều của đời vẫn trời xanh dù bao nhiêu tan nát và vẫn gió cơn gió nam mênh mang rào rạt sinh nhật ca từ muôn trùng cách xa. Và vầng trăng xưa vẫn sáng ngời bên góc trời lưu lạc và đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát mái tóc nâng niu xưa cho dù bạn nhằm nhò gì tình yêu ta. Vầng trăng xưa vẫn sáng ngời bên góc trời lưu lạc và đầu ta vẫn thơ và môi ta vẫn hát mái tóc nâng niu xưa cho dù bạn nhằm nhò gì tình yêu ta.